Daikyo-san, dòng sản phẩm cao cấp. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, Chủ nhật ngày 13 tháng 6. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ngày mai sẽ quyết định quận Gò Vấp có tiếp tục giãn cách hay không. Huấn luyện viên Park Hang-seo đùa giỡn với các cầu thủ trên sân tập sau trận thắng Malaysia. Đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Lê Cung Bắc qua đời ở tuổi 76. Bị bắt vì giả danh cán bộ thanh tra chính phủ ở Thanh Hóa. Hành khách tấn công hai tiếp viên khi máy bay phải hạ cánh khẩn cấp. Nước Mỹ chấn động vì 4 vụ xả súng liên tiếp trong 2 ngày. Lợn biển chết hàng loạt ở Florida vì cạn kiệt thức ăn. Sau đây là những thông tin chi tiết về các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật, và trước mắt sẽ là thông tin về tình hình chống dịch Covid-19 được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 13 tháng 6. SF Home, nhà thiết kế sản xuất nội thất sợi thủy tinh. Phấn khởi để bắt đầu một ngày mới. SF Home. Nhiều nhân viên của bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh mắc Covid-19 đã tiêm đủ 2 mũi vaccine AstraZeneca nhưng vì sao vẫn nhiễm bệnh? Nhiều người thắc mắc như vậy vì nghĩ tiêm vaccine là không còn nhiễm Covid-19. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đầu tiên ở khu vực phía Nam được Bộ Y tế ưu tiên tiêm vaccine AstraZeneca ngừa Covid-19 của Anh. Có khoảng 900 người là nhân viên các khoa, phòng, ban của bệnh viện được tiêm và đến nay tất cả đều đã hoàn thành tiêm 2 mũi vaccine. Tiến sĩ Lê Quốc Hùng, trưởng khoa bệnh nhiệt đới, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sau khi tiêm 2 mũi, tác dụng của vaccine chưa thể phát huy ngay mà nó cần thời gian để có đủ lượng kháng thể chống lại virus. Và những người được tiêm vaccine COVID-19 đủ mũi, đủ thời gian vẫn có thể bị mắc COVID-19 bình thường. Lợi ích lớn nhất của việc tiêm vaccine là giúp người bệnh nếu mắc tránh được diễn tiến trở nặng và hạn chế được khả năng lây nhiễm cho những người xung quanh. Đại diện AstraZeneca, đơn vị sản xuất vaccine cho biết, vaccine của AstraZeneca được chứng minh dung nạp tốt và hiệu quả trong việc ngăn ngừa COVID-19. Sau khi nghe quận Gò Vấp và các sở ngành báo cáo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đánh giá quận Gò Vấp làm khá tốt việc giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Đến nay, tình hình dịch ở Gò Vấp không còn khác biệt nhiều so với tình hình chung toàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, theo ông Đức, trên địa bàn quận Gò Vấp vẫn còn những khu vực trọng điểm phải siết chặt hơn vấn đề cách ly, giãn cách. Quận càng làm kỹ thì việc dỡ phong tỏa sẽ càng sớm. Nếu không làm kỹ, siết không chặt, có thể xảy ra việc lây nhiễm chéo hoặc nguồn lây từ bên ngoài xâm nhập vào. Về việc Thành phố Hồ Chí Minh có tiếp tục giãn cách và quận Gò Vấp có tiếp tục giãn cách theo chỉ thị 16 hay không, ông Đức nói, quyết định chính thức sẽ đưa ra vào cuộc họp ngày mai trên cơ sở cân đối tình hình toàn thành phố. Ông Đức cho biết, trong số 16 phường của quận Gò Vấp, hiện nay có những phường cả tuần không phát sinh ca mới, nhưng cũng có nơi vẫn phát sinh 5 đến 7 ca mỗi ngày. Thành phố Hồ Chí Minh những ngày tới có thể xuất hiện thêm những ca nhiễm mới, do vậy quận Gò Vấp cũng như các quận huyện phải tăng cường việc lấy mẫu xét nghiệm, điều tra truy vết, khoanh vùng dập dịch. Đồng thời phải vận động người dân khai báo y tế khi có yếu tố dịch tễ hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-19. Theo ông Đức, hiện nay, ngoài nguy cơ từ các bệnh nhân đến khám tại các cơ sở y tế, nguy cơ lây lan dịch còn đến từ tự thân các nhân viên y tế trong quá trình tiếp xúc ngoài giờ làm việc. Trưa ngày 13 tháng 6, thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 887 nhân viên, trong đó có 834 ca âm tính và phát hiện 53 trường hợp dương tính. 53 trường hợp dương tính này tập trung tại các phòng ban khối hậu cần của bệnh viện. 53 nhân viên dương tính hiện đang được cách ly điều trị tại khoa nhiễm A và D. Đặc biệt ghi nhận 52 trên 53 nhân viên hoàn toàn không có triệu chứng và các nhân viên này đều được tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ 2 liều. Ngoài ra, theo bệnh viện, trước đó 3 ngày, trong kế hoạch làm xét nghiệm tầm soát định kỳ cho nhân viên trực tiếp tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 trong bệnh viện đều có kết quả âm tính. Khi phát hiện các ca lây nhiễm, bệnh viện đã phối hợp cùng HCDC điều tra dịch tễ và nhận định nhiều khả năng chùm lây nhiễm này bắt nguồn từ khối hậu cần của bệnh viện, có nguồn gốc từ cộng đồng và lan đến một số nhân viên khoa cận lâm sàng, khoa lâm sàng qua quá trình làm việc với nhân viên công nghệ thông tin và nhân viên quản trị. Trong thời gian này, bệnh viện tiếp tục phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật xử lý các trường hợp F1, F2 tại địa phương và tăng cường khử khuẩn bề mặt, đồ dùng cá nhân trong môi trường bệnh viện. Cũng trong hôm nay, Bệnh viện Nhân dân Gia đình mới phát hiện hai nhân viên khoa vi sinh của bệnh viện có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, một người là vợ của một nhân viên phòng công nghệ thông tin, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới bị nhiễm COVID-19 trước đó. Hai vợ chồng nhân viên này ngủ ở chung cư Y Home 3, quận Bình Tân.
Ngay sau khi nhận được tin chồng nhiễm COVID-19, nữ nhân viên này đã khai báo tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều ngày 12 tháng 6. Hiện cả gia đình cô, gồm hai vợ chồng và hai con, đã được cách ly tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ. Ngay trong chiều 12 tháng 6, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã cho xét nghiệm toàn bộ nhân viên trong khoa vi sinh. Tối cùng ngày đã có thêm một nhân viên có kết quả dương tính. Qua điều tra dịch tễ ghi nhận, hai nhân viên của bệnh viện chỉ làm việc tại khoa, không đi đến khoa phòng hay khu vực khác trong bệnh viện. Trong thời gian làm việc đều đeo khẩu trang. Chiều ngày 13 tháng 6, một lãnh đạo của Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết bệnh viện vẫn hoạt động bình thường. Ngày 13 tháng 6, lãnh đạo công ty cổ phần Phà An Giang cho biết, đến thời điểm này, đơn vị đã cho nhân viên công ty Phà An Giang kẻ vẽ toàn bộ 8 bến phà đưa rước khách sang sông Hậu, sông Tiền và các nhánh sông khác trong tỉnh An Giang theo dạng ô hình vuông có diện tích 2,2m². Cụ thể gồm các bến phà Châu Giang, Châu Đốc, Thuận Giang giữa huyện Phú Tân, Chợ Mới, phà Tân Châu, Hồng Ngự giữa huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp với thị xã Tân Châu, An Giang, phà An Hòa giữa thành phố Long Xuyên, Chợ Mới, phà Ô Môi, phà Trà Ôn. Ngoài việc kẻ vẽ ô vuông trên các chiếc phà đưa khách, công ty phà An Giang còn thường xuyên phun thuốc khử trùng ở các bến phà để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định. Ngày 13 tháng 6, bạn bè và đồng nghiệp của đạo diễn Lê Cung Bắc vừa thông báo ông đã qua đời lúc 1 giờ 53 phút sáng cùng ngày tại nhà riêng ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh sau một thời gian chống chọi với bệnh ung thư. Ông hưởng thọ 76 tuổi. Bà Giang, vợ của đạo diễn Lê Cung Bắc cho Tuổi Trẻ Online biết chiều nay lúc 15 giờ, gia đình sẽ tổ chức lễ khâm liệm cho ông. Dự kiến lễ động quan ông sẽ diễn ra lúc 14 giờ ngày 15 tháng 6, an táng tại Nghĩa trang Sài Gòn Thiên Phước. Đạo diễn Lê Cung Bắc là một trong những đạo diễn đầu tiên thực hiện phim của hãng phim TFS, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ phim Người đẹp Tây Đô khi phát sóng đã gây tiếng vang lớn. Ông cũng được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Năm 2008, đạo diễn Lê Cung Bắc trở lại với hãng phim TFS với bộ phim Vó Ngựa Trời Nam, một bộ phim truyền hình lịch sử hoành tráng và đã nhận được nhiều giải thưởng trong liên hoan truyền hình 2010. Trong buổi tập tối ngày 12 tháng 6, huấn luyện viên Park Hang-seo thư giãn bằng cách chơi đá ma cùng với tuyển thủ Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Đức Huy. Đây là các cầu thủ đã ra sân vào hiệp 2 trận đấu gặp Malaysia. Trong buổi tập này, ông Park chia đội tuyển thành hai nhóm tập. Một nhóm bao gồm các cầu thủ đã thi đấu trên 45 phút trong trận đấu gặp Malaysia vào tối ngày 11 tháng 6. Nhóm thứ hai bao gồm các cầu thủ không được ra sân và một số ít tuyển thủ ra sân vào những phút cuối trận. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những pha bóng hài hước khi vào bóng bằng động tác giả và Văn Toàn ngã nhào ăn vạ vui nhộn. Trong buổi tập này, tiền vệ Quang Hải đã tập luyện trở lại với toàn đội, còn tiền vệ Tuấn Anh do chấn thương chưa hồi phục nên chỉ có thể tập nhẹ. Trước những tranh cãi về pha bóng dẫn tới phạt quả 11m trong trận Việt Nam gặp Malaysia, mới đây trên mạng xã hội đã xuất hiện thêm góc quay rõ mồn một về tiểu xảo của cầu thủ Malaysia. Đoạn video được cổ động viên quay lại từ khán đài sân Al Maktoum Dubai cho thấy tiền đạo Nguyễn Văn Toàn bị hậu vệ của Malaysia dẫm vào gót chân như thế này. Trọng tài Nhật Bản Sato Ryuichi ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền, bất chấp phản ứng của một số cầu thủ Malaysia. Từ đây Quế Ngọc Hải ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Việt Nam. Tiếp theo là một số thông tin về an ninh trật tự. Sáng ngày 13 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện Krông Bông cho biết đã nhận được đơn kiến nghị về việc miễn trách nhiệm hình sự đối với ông Nguyễn Văn Trung, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cư Tram, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Điều lạ là kèm theo nội dung đơn có khoảng 300 chữ ký được cho là của cán bộ Nhân dân xã Cư Tram. Nội dung đơn cho rằng ông Trung và gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt các quy định. Những sai phạm của ông Trung là vì tình cảm, vì tập thể. Trước đó tháng 12 năm 2020, công an huyện Krông Bông đã khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trung để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo đó, trong quá trình làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chư Drum, ông Trung đã trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới bắt 4 vụ liên quan đến hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Số gỗ bắt được, ông Trung đã chỉ đạo cấp dưới bán và sử dụng vào mục đích trái quy định, gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước. Tại Thanh Hóa, Công an huyện Nông Cống cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Thiều Văn Sơn, 34 tuổi, để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản liên quan đến vụ giả danh cán bộ truyền thông của Thanh tra Chính phủ. Trước đó, vào ngày 26 tháng 5, Thiều Văn Sơn, 34 tuổi, giả danh là cán bộ truyền thông thuộc một viện nghiên cứu của Thanh tra Chính phủ, đến gặp ông Hát.
Sơn đề nghị ông Hát phải ký hợp đồng tuyên truyền, viết bài quảng cáo về doanh nghiệp, nhưng ông Hát không đồng ý. Đến ngày 27 tháng 5, Sơn dùng điện thoại nhắn tin vào số điện thoại của ông Hát, yêu cầu chuyển vào tài khoản của Sơn một số tiền, nếu không sẽ viết bài nói xấu doanh nghiệp. Khoảng 9 giờ ngày 29 tháng 5, Sơn đến gặp ông Hát tại văn phòng công ty ở xã Hoàng Giang nhận tiền, thì bị công an huyện Nông Cống ập vào bắt quả tang. Chuyển sang những tin tức thế giới. Có thể nói trong cuộc chiến với Covid-19, Trung Quốc chiếm lợi thế lớn trong giai đoạn đầu của cuộc đua vaccine khi Mỹ chìm trong dịch bệnh, nhưng chính quyền Biden này đang theo đuổi sát sạp. Cạnh tranh Mỹ-Trung đang tăng nhiệt với trận chiến mới. Ngoại giao vaccine Covid-19, đây là lĩnh vực mà Bắc Kinh có thời điểm đã bỏ rất xa Washington trên đường đua. Từ khi vaccine còn đang ở giai đoạn nghiên cứu và thử nghiệm dang dở, Trung Quốc đã xúc tiến hỗ trợ vaccine cho nhiều nước đang phát triển qua thỏa thuận thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Họ tăng tốc hỗ trợ vaccine cho các nước nghèo sau khi cấp phép sử dụng khẩn. Tuy nhiên, gió đang đổi chiều với sự trở lại của Mỹ cùng đồng minh. Nhà Trắng vài tuần qua đã công bố nhiều kế hoạch quyên góp hàng trăm triệu liều vaccine COVID-19 cho thế giới. Từ đầu tháng 5, Biden đã công bố ý định biến Mỹ thành kho vũ khí chống COVID-19 toàn cầu, mở đầu với thông báo tặng 80 triệu liều vaccine AstraZeneca cho thế giới. Trong khi đó, vaccine Trung Quốc vẫn hứng chịu nhiều hoài nghi vì thiếu minh bạch về dữ liệu nghiên cứu hoặc kết quả thử nghiệm được công bố, không bao gồm nhiều nhóm dân số rủi ro bệnh nặng cao. Tổng thống Brazil Bolsonaro vừa bị phạt hơn 100 đô la Mỹ vì vi phạm quy định phòng COVID-19 ở bang São Paulo, gồm không đeo khẩu trang và tụ tập đông người. Brazil là vùng dịch lớn thứ ba trên thế giới, tuy nhiên hàng nghìn xe máy tham gia cuộc meeting ở São Paulo do Tổng thống cực hữu Jair Bolsonaro dẫn đầu. Ông không đeo khẩu trang, vi phạm các quy định về y tế của bang. Bolsonaro, người đã tổ chức cuộc meeting như vậy trên khắp Brazil để chuẩn bị tái tranh cử vào năm tới, đã bất chấp cảnh báo trước đó từ Thống đốc São Paulo, Raul Doria, một đối thủ chính trị, rằng Tổng thống sẽ bị phạt nếu ông không tuân theo quy định của bang. Phát biểu trước đám đông khổng lồ những người ủng hộ vẫy cờ, Bolsonaro tiếp tục phản đối đeo khẩu trang, nói rằng ông dự định dỡ bỏ các yêu cầu về khẩu trang đối với những người đã được tiêm vaccine COVID-19. Bolsonaro đã nhiều lần xung đột với Doria và các thống đốc khác về biện pháp phòng chống COVID-19. Tổng thống thường xuyên chỉ trích các biện pháp, thay vào đó là quảng bá các loại thuốc, dù các nghiên cứu cho thấy chúng không hiệu quả với COVID-19. Ít nhất 2 người chết và hơn 30 người bị thương trong các vụ xả súng hôm ngày 11 và ngày 12 tháng 6 làm dấy lên lo ngại về bạo lực súng đạn sẽ gia tăng ở Mỹ khi lệnh hạn chế được nới lỏng. Các vụ xả súng xảy ra riêng lẻ trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6 tại 3 tiểu bang là Texas, Illinois và Georgia. Tại Austin, thủ phủ của bang Texas, nhà chức trách bắt giữ một trong 2 nghi phạm và đang truy lùng kẻ còn lại. Vụ xả súng vào rạng sáng ngày 12 tháng 6 trên con phố dành riêng cho người đi bộ khiến 14 người bị thương, trong đó 2 người trong tình trạng nguy kịch. Tại Chicago, một phụ nữ thiệt mạng và 9 người khác bị thương khi 2 người đàn ông nổ súng vào nhóm người trên vỉa hè khu Chatham, phía nam thành phố. Hung thủ vẫn chưa được xác định. Tại thành phố Savannah, miền nam Georgia, cảnh sát cho hay một người đàn ông thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong vụ xả súng vào tối ngày 11 tháng 6. Các vụ án bạo lực ở Mỹ thường gia tăng trong những tháng mùa hè. Tính đến nay, ít nhất 267 vụ xả súng diễn ra và hơn 8.700 người chết vì bạo lực súng đạn ở Mỹ trong năm 2021. Tại Trung Quốc, tới 14 giờ 30 phút ngày 13 tháng 6, lực lượng cứu hộ đã đưa được 150 người ra khỏi đống đổ nát sau khi xảy ra một vụ nổ khí lớn ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Trong số này có 12 người chết và 138 người bị thương. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 13 tháng 6 ở quận Trương Loan của thành phố trên. Truyền thông địa phương cho biết, một khu chợ tại quận này đã bị thiệt hại nặng. Thành phố Thập Yển đã lập một trung tâm chỉ huy giải cứu tại hiện trường. Cảnh sát địa phương ở Thập Yển cũng cử 40 nhân viên tới hỗ trợ cứu hộ. Ông Vương Trung Lâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch tỉnh Hồ Bắc đã lên đường tới hiện trường. Hình ảnh và video được lan truyền trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc cho thấy nhà cửa bị hư hỏng nặng với nhiều mảnh vỡ rải rác ở khu vực xung quanh. Hiện nguyên nhân dẫn tới vụ nổ khí ga trên đang được điều tra. Lợn biển đang có dấu hiệu chết hàng loạt ở Florida vì cạn kiệt thức ăn. Ủy ban Bảo tồn cá và động vật hoang dã Florida FWC cho biết, tính đến ngày 21 tháng 5, tổng cộng 749 con lợn biển đã chết, dự tính vượt qua cả con số kỷ lục 804 ghi nhận vào năm 2008. Sự chết dần chết mòn của loài cỏ biển gây ra tình trạng thiếu đói kéo dài. Hiện tượng tảo nở hoa khiến cho nước bị ô nhiễm do môi trường nước không có sự cân bằng.
ngoài khơi sự rò rỉ nguồn nước thải độc hại từ nhà máy phân bón bị bỏ hoang đã gây ô nhiễm nguồn nước. Hồi đầu tháng 5, một bài xã luận trên tờ Orlando Sentinel đã đổ lỗi cho chính quyền bang Florida, đặc biệt là công kích cựu thống đốc Rick Scott gây ra tình trạng lợn biển chết hàng loạt vì đã cắt giảm ngân sách bảo vệ môi trường khi ông đang còn đương chức. Cũng tại Mỹ, một hành khách trên chuyến bay Delta 1730 xuất phát từ thành phố Los Angeles, Mỹ tới Atlanta đêm hôm ngày 11 tháng 6 giờ địa phương đã có hành vi tấn công hai tiếp viên hàng không, buộc phi hành đoàn phải cho máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay ở bang Oklahoma. Theo báo cáo của phi hành đoàn, các phi công đã yêu cầu sự hỗ trợ từ những hành khách có mặt tại đó, trong khi đối tượng trên gây gổ với các tiếp viên cũng như liên tục tuyên bố hắn định cho máy bay rơi xuống đất. Ngay sau khi máy bay hạ cánh, các cơ quan chức năng đã có mặt để bắt giữ đối tượng, cũng như tiến hành rà soát để đề phòng bom hẹn giờ cài trên máy bay. Theo hãng tin Sputnik, số vụ gây rối trên máy bay ở Mỹ đã tăng đáng kể trong thời gian gần đây. Tại Campuchia có một thông tin đáng chú ý. Nước này đang huấn luyện một thế hệ chuột mới để rà phá bom mìn nhằm thúc đẩy hoạt động khai thác khoáng sản mà nhiều năm qua vẫn bị cản trở vì các vật liệu đổ còn sót lại. 20 con chuột túi khổng lồ châu Phi gần đây đã được Campuchia nhập khẩu từ Tanzania để thực hiện nhiệm vụ này và đang được huấn luyện kỹ lưỡng. Chúng cho kết quả chính xác 100%, người huấn luyện chuột cho biết. Campuchia là một trong những quốc gia có nhiều bom mìn nhất trên thế giới. Nước này có khoảng 1.000 km2 đất còn bom mìn. Đây cũng là một trong những quốc gia có số người bị tàn tật cao nhất thế giới, với hơn 40.000 người bị cụt tay chân vì chất nổ. Tiếp theo chương trình là phần cảnh báo về thời tiết. Hôm nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, đến chiều ngày 13 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khu vực biên giới Việt-Lào. Dự báo từ 6 đến 12 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Từ chiều ngày 13 đến sáng ngày 14 tháng 6, ở khu vực Tây Bắc có mưa to đến rất to. Bên cạnh đó, qua theo dõi trên mây, vệ tinh thì định vị sét và ảnh radar, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo những vùng mây này còn tiếp tục phát triển và mở rộng, gây mưa rào và dông cho các khu vực và có khả năng lan sang các khu vực lân cận và các quận huyện khác ở trung tâm thành phố Hà Nội. Trong mưa dông thì sẽ có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. SF Home, nhà thiết kế sản xuất nội thất sợi thủy tinh. Phấn khởi để bắt đầu một ngày mới. SF Home. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, tv.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ. Vì một số lý do nào đó bạn chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Daikyo San, dòng sản phẩm cao cấp.